Tử vi về ngày 16 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh chị hẳn rằng muốn biết ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra như thế nào, công việc, sức khỏe, vận trình có tốt hay không? Để giải đáp những thắc mắc đó, ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin giới thiệu đến quý anh chị chương trình luận giải tử vi cát hung cho ngày 16 tháng 11 âm lịch với sự tư vấn, luận giải từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Anh chị hãy theo dõi để biết vận hạn của mình trong ngày hôm nay, đón nhận những lời khuyên giúp cho việc định hướng và lên kế hoạch cho ngày hôm nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tổng quan. Ngày 16 tháng 11 âm lịch còn gọi là ngày 16 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này sẽ có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hạ Thủy, tức là nước mưa. Sông Mùi và Sửu chính xung, Đinh âm hỏa khắc Tân âm kim, Quý âm thủy khắc Đinh âm hỏa. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu với các tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 và Quý Sửu sinh năm 1973. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 16 tháng 11 âm lịch. Đầu tiên là tuổi Tý. Tý dương thủy gặp Đinh âm hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận, thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hành thông thuận lợi. Tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Đinh âm hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nếu như có được các cơ hội thì các gia chủ tuổi Sửu nên mạnh mẽ tiến tới nắm bắt cơ hội để có những bước thăng tiến lớn hơn. Hơn nữa, tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khắc chiếu mệnh nên vận thế tổng thể thì vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, trù giải thị phi. Tuổi Dần. Sơn dương mộc gặp Đinh âm hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dần trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày 16 âm lịch có cát thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Dần nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, người tuổi Dần năm 2020 gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Đinh âm hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất, tiết mất khí nên trong ngày này các gia chủ tuổi Mão hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày này có hai cát thần là hoa cái và thái cực chiếu mệnh, đem lại những may mắn cho gia chủ. Thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại,
đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp đinh âm hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Thìn, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ. Cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Thị, Tỵ âm hỏa gặp đinh âm hỏa là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Ngoài ra tuổi Tỵ chú ý, ngày này có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong năm 2020 Canh Tý người tuổi Tỵ, thiên can lưu niên Canh Kim là thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế Tý Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuổi Ngọ, Ngọ dung hỏa gặp đinh âm hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ngọ trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bên cạnh đó, vào ngày này có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Ngọ trực xung Thái Tuế năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi, Mùi âm hỏa gặp đinh âm hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nếu như có được các cơ hội thì các gia chủ tuổi Mùi nên mạnh mẽ tiến tới, nắm bắt cơ hội để có những bước thăng tiến lớn hơn. Ngoài ra ngày hôm nay còn có hoa cái chiếu mệnh. Đây là một thần sát, vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng, trốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Tuổi Thân, Thân dương kim gặp đinh âm hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày 16 âm lịch, còn có kim dư là cát tinh, là xe hoa lệ, là phú quý đóng mệnh. Chỉ trong ngày này có nhiều tài lộc, quý nhân sẽ đến với những người tuổi Mùi. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. Tuổi Dậu, Dậu âm kim gặp đinh âm hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Dậu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. May mắn ngày này có được ba cát thần chiếu mệnh là Văn Xương, Thiên Ất, Thái Cực. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Thiên Ất quý nhân là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Hơn nữa tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020,
do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu liên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm có nhiều biến động. Tuy nhiên điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất, Tuất Dương Thổ gặp đinh âm hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tuất, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Vận trình của tuổi Tuất vẫn còn tốt trong năm 2020, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi, Hợi Dương Thổ gặp đinh âm hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Không những thế, ngày này còn có hoa cái, phúc tinh, chiếu mệnh, đây đều là những cát thần đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bản mệnh cần biết nắm bắt các cơ hội, tận dụng thời cơ, sự trợ giúp của quý nhân để đem lại những thành tích cao trong công việc và xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Những người sinh năm Hợi vào năm 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh, thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có. Tinh thần lạc quan và vui vẻ. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.